Anh Thanh Bảy, Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em đã xem kênh của mình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh là mình gáp cho anh ông anh ha, ông ngoài Hải Phòng ngoài á ha, là một gồm là một cặp súp dắt 50 mấy anh em, dắt 50 ó đô nè của Đức nè, một cặp fan fan 40 của anh mấy anh em, 40 của anh ha, gồm một cặp súp dắt nè ha, súp dắt fan 40 của anh, đây fan nè mấy anh em, lô fan ha, Anh Quốc luôn, sản xuất tại Anh Quốc nồi nè mấy anh em, lô fan luôn, mấy dòng này tiếng cực kỳ hay mấy anh em ha, súp cũng vậy, súp dắt xịn nữa mấy anh em ha, lô fan nè, súp dắt xịn luôn nè, dắt nè ha, gạch mani đồng hoàng mấy anh em, này là sản xuất tại Đức mấy anh em, sản xuất tại Đức luôn, sản xuất tại Đức mấy anh em à, ha nào anh em thấy không, đây Made in Germany đúng không? Những cái Đức. Nói chung mấy dòng này thì tiếng cực kỳ hay mấy anh em ha. Mình kết hợp với đây nè mấy anh em. Kết hợp với một cái vang số của JBL. Số JBL mấy anh em à. Số JBL xịn của Mỹ luôn nha. Một mic BBS. Hai cục main lamp của Ý. Một cái quản lý nguồn hàng bãi lắm anh em. Hàng bãi xịn sò, quản lý nguồn xịn sò luôn ha. Hàng bãi luôn, gồm hai cục lamp của Ý luôn. Ha, nói chung bộ đồ này thì tiếng cực kỳ hay, cực kỳ sang lắm anh em. Cao kỳ gia đình mà chơi vậy đó anh em. Đây nè. Men này không? Machine Italy luôn ha anh thấy không? Đồ Ý luôn anh em. Mấy dòng này thì tiếng thì anh em khỏi nói rồi. Ha anh em ha. Nói chung là bộ lo này là gồm tiếng của nó rất là cực kỳ mà rất là hay. Ha mình sẽ mở nhạc thử với anh em một đoạn nè. Quay lại nè. Mà chơi gia đình cần cấu hình này ha, liên hệ với mình ha, toàn là đồ xịn nha mấy anh em, cấu hình này là cao kê gia đình rất là hay ha, mà quấn ngoài trời cũng được, làm show nhỏ nhỏ cũng được mấy anh em ha, cái cấu hình này là đồ xịn hết mấy anh em nha, nè mấy anh em đi làm show bé bé là cũng ngon lành ha, mà hát cao kê gia đình thì bộ này đỉnh rồi, bộ này quá đỉnh mấy anh em ha, cái tiếng mi của nó cực kỳ hay nè, tiếng mi của nó mình thử cho sơ mấy anh em nghe nè, nè mi của nó một hai một hai ba bốn năm sáu sáu tiếng nó sạch sẽ mà anh em ha, mà mình đứng gần lo nè nên sao tiếng nó cực kỳ hay, nói chung bộ này là đồ xịn hết cho nên nó ít có hú lắm anh em, anh em nghe tiếng xịn không, một hai ba bốn năm sáu sáu sáu, anh em nghe tiếng cực kỳ không, đó đó anh em nào đó, anh em nào mà cần xài đồ sang đồ xịn để xài gia đình ha, liên hệ với mình ha, có quản lý nguồn hàng toàn đồ bãi hết mấy anh em đó, quá trời bộ này nói chung là giá không đắt lắm anh em, nhưng mà tiếng của nó rất là sạch sẽ ha, đi làm show đám cưới sự kiện nhỏ nhỏ cũng rất là hay và cũng rất là tối ưu, như là súp chất nè, súp hầm luôn mấy anh em, quýnh tiếng nó rất là hay đó mấy anh em. Rồi mình xin cảm ơn mấy anh em đã xem kênh của mình ha, hôm nay mình sẽ giới thiệu qua bộ này mình lên cái cấu hình này cho mấy anh em ha, rồi xin cảm ơn mấy anh em đã xem, xin kính chào và hẹn gặp lại.